sách giải ca. 2. Từ câu 10, xin quý vị lắng nghe lời Chúa khích lệ chúng ta trong đầu xuân năm nay. Tạ ơn Chúa. Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng: hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi, bông hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi, và tiếng chim cu nghe trong xứ. Cây vả đương chín trái xanh tươi của nó, và nho trổ hoa nực mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Quý vị để ý ở trong bản văn này có nhắc cái chữ cây nho và vườn nho, tượng trưng cho hội thánh của Chúa đó. Và hội thánh chúng ta có một cái tên rất là đặc biệt. Hãy nhắc đến cây nho, đến vườn nho thì nhắc đến biểu tượng của dân sự Đức Chúa Trời. Chúng ta là vườn nho của Chúa. Và lời của Chúa đó là: hỡi bạn tình ta, hãy đến quý vị ơi, hãy đến. Chúng ta đến với thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa, tôi gửi lời yêu thương đến tất cả quý mạch chị em ở trên online. Qua cái chương trình nhóm này, quý vị có muốn tìm hiểu về tình yêu của Chúa Giêsu Christ trong mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, bất kỳ lúc nào quý vị cũng có thể đến hội thánh gần nhất để cùng với chúng tôi thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Mùa xuân đã đến rồi, xin hãy đến với Chúa với cả tấm lòng yêu thương rộng mở. Cảm ơn Chúa Giêsu chúng ta, ngợi khen Chúa. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì thời gian sáng hôm nay chúng con có mặt ở trên đất này để ngợi khen Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Ngài. Ban cho lòng lòng vui mừng đến trước mặt Chúa. Ngài gọi chúng con là bạn tình của Ngài. Ngài gọi hội thánh của Ngài là người yêu của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa lấy cái tình yêu, cái hôn thánh đó, cái tình yêu thánh đó để gìn giữ chúng con ở trong yêu thương của Ngài. Xin sức dầu cho chúng con ở cùng tất cả quân ban chị em con trong mùa xuân mới này. Cảm ơn Chúa vì chúng con ở trong Đấng Christ. Mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah! Cảm ơn Chúa chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Giêsu, hallelujah. Amen. Quý vị, cái câu cuối đó nguyện Chúa luôn đưa dắt Chúa cuộc đời chúng con. Đó là lời chúc của chúng ta. Chúng ta quay lại với người các bên. Chúng ta nói là nguyện Chúa luôn đưa dắt các bạn trong năm mới này. Nguyện Chúa luôn đưa dắt. Nguyện Chúa luôn đưa dắt quý vị trong năm mới này. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu chúng con. Chúa là mùa xuân. Ngài là mãi là mùa xuân của chúng con. Chúa mãi là mãi ca, Ngài là niềm hạnh phúc, là ơn phước cho người khác cao. Chúa chính là dòng suối, là đồng có xanh tươi. Ngài là đã một đời có thương nào vững tin nơi Ngài. Chúa là một sớm, mãi không thay phai. Xin ban ơn cho hội thánh Chúa năm mới này, được ơn của Ngài để chúng con bày tỏ danh của Chúa ra bằng lời nói, hành động, cử chỉ của chúng con, cho những người bạn, những người cùng làm việc với chúng con, cho cộng đồng chúng con. Xin nhớ đến 30.000 đồng bà hương của chúng con đang ở tại Arizona này. Trong thành phố này có hơn 3.000 người chưa được cứu. Xin Chúa ban ơn cho hội thánh của Ngài, ban ơn cho vườn nho của Chúa đang trổ hoa. Có nhiều người đến với Chúa nữa trong năm mới này, vì có Chúa có thêm năng lực sự sống ở trong Ngài. Con cảm ơn Ngài. Xin hội thánh cùng an toàn và chúng ta hướng về Chúa tiếp tục trong bài hát ca ngợi Chúa. Chúa Ngài là đấng yêu thương chúng con, sức mới của chúng con, và Ngài nhân từ. Bởi sự nhân từ yêu thương của Ngài mà chúng con được đứng vững đến ngày hôm nay. Amen. Alleluia. Hãy kể các kiến Chúa phán tuyên, hãy đến bên Giêsu. Không ai giúp mình thỏa mãn đâu, chỉ có Giêsu thôi. Chúa giữ con an lành.
mà quý bà hát chung. Có những lúc sợ hay lang lo, hãy đến bên cứu chúa. Và xin mời quý ông hát cùng Kenny. Không nói đến ngày chờ che, mau đến bên Giêsu. Số tiền dân hiến buổi sáng hôm nay, cảm ơn Chúa về một sự ấm áp Chúa cho chúng ta buổi nhóm đầu năm thật là phước hạnh. Cảm ơn Chúa về mọi điều. Cảm ơn Chúa về sự nhân từ của Chúa, chúng con vẫn có mặt ngày hôm nay tại phòng nhóm này. Cảm ơn Chúa về sự thương xót của Chúa buổi sáng hôm nay mà chúng con được đứng trước ba ngôi Đức Chúa Trời để chúng con tôn vinh Chúa. Và cảm ơn Chúa một ngày thánh nhật phước hạnh Chúa cho bà chị em con tới đây buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước lại cho thánh Chúa một buổi sáng được bình an, nghe lời của Chúa một cách thông suốt. Và buổi sáng hôm nay chúng con có một món tiền để dâng lên cho Chúa. Của lễ này chúng con xin dâng lên Chúa để xây dựng công việc của nhà Ngài. Chúng con cầu nguyện chúc phước cho bà chị em chúng con trên công việc làm, trên bàn tay của họ, trên sức khỏe và trên sự bình an, thịnh vượng của gia đình, con cái và công việc làm. Buổi sáng hôm nay chúng con chúc phước cho lời của Chúa được rao ra một cách bình an, dân sự Chúa được hưởng phước lành, được hưởng một đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh. Chúng con để thời gian này cho Đức Thánh Linh vận hành. Xin Chúa tiếp tục Ngài đem lời Chúa nhu cầu đến mọi tấm lòng của chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Ban Thờ Phượng, cảm ơn Hội Thánh. Và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với phần hướng dẫn của Thúy Vi. Xin mời cô Thúy Vi. Dạ, cảm tạ ơn Chúa. Xin kính chào quý vị chúng ta đến dự thờ phượng Chúa với Hội Thánh Vườn Nho của chúng ta ngày hôm nay. Và Vi có phần giới thiệu rất là đặc biệt đến vị diễn giả của chúng ta. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay đến Mục Sư Hùng. Chút xíu thì Hội Thánh sẽ được nghe Mục Sư Hùng chia sẻ lời Chúa, và chúng ta sẽ biết về Mục Sư Hùng nhiều hơn qua phần giới thiệu của Mục Sư Giang Đông tiếp theo sau. Và cảm ơn Chúa, khi mà hát cái bài hát thờ phượng cuối á, thì tự nhiên Chúa nhắc Vi nhớ đến cái câu trong Thi Thiên 23 là Chúa là đấng chăn giữ tôi chẳng thề thiếu thốn gì. Và kết thúc Thi Thiên 23 với câu là phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi luôn. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài. Chúng ta ở một nơi nào mà chúng ta vừa có phước hạnh
mà chúng ta lại có sự thương xót nữa. Quý vị có muốn ở cái nơi đó hoài không ạ? À? Tại vì con người chúng ta là bất toàn, lúc nào chúng ta cũng sẽ có những cái phạm lỗi hết. Mà sự thương xót của Chúa lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta, thì lúc nào chúng ta cũng sẽ muốn trong nhà Chúa cho đến lâu dài, phải không ạ? À? Amen. Ngày hôm nay vì thường á, mình gọi là văn hóa của Hội Thánh Vườn Nho là mỗi lần chúng ta có diễn giả là chúng ta sẽ dành 80% thời gian dành cho diễn giả của chúng ta. Người ta hay nói Việt Nam hay có câu là tiên khách hậu chủ. Dạ, cho nên kỳ này 80% còn lại sẽ dành cho diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Dạ. Phần thông báo thì chúng ta sẽ chiều nay sau cái giờ nhóm thì 3 giờ chiều tại Hội Thánh Phục Hưng ở Tempe sẽ có chương trình truyền giảng, và diễn giả của chúng ta không ai khác là mục sư Trần Mạnh Hùng. Cho nên xin quý vị thêm lời cầu thay, và nếu như mà thiết thực hơn nữa thì chúng ta sẽ dành thời gian là chúng ta lên chúng ta ủng hộ Hội Thánh bạn, và cũng như cầu thay cho những thân hữu nào mà có được mời đến chương trình truyền giảng chiều nay. Yeah. Và sau đây là một bài hát tôn vinh Chúa cho ca sĩ Đoan Lê. Dạ, xin thân mạng. Bao nhiêu năm
qua, con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Chúa ban cho con người. Tôi như con khi không còn lỗi thoáng, tình yêu ấy Chúa đã dặn cho trên con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, những lúc con hoang mang, những lúc con cô đơn, và con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dặn cho trên con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, những lúc con cô đơn, đến với bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho trên con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, những lúc con hoang mang, những lúc con cô đơn, là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho trên con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng suốt các cuộc đời đến hết bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài. Thưa Hội Thánh, chúng ta vừa mới nghe một ca khúc mà khiến cho lòng của chúng ta lắng xuống để chúng ta chuẩn bị nghe lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Quý vị có sẵn sàng nghe lời Chúa chưa ạ? Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi rất là vui và vinh dự, hân hạnh để giới thiệu tôi tới của Chúa sau 5 năm từ trước cái đại dịch Covid mà ông đã đến đây thăm Hội Thánh. Vì như Arizona hay chữ AZ được khắc ở trong trái tim của ông rồi, cho nên lần nào mà sang đây thì không thể thiếu được việc đến đây. Cho nên sáng hôm nay tôi rất là vui vì mời được tôi tới của Chúa để chia sẻ và tâm tình cùng Hội Thánh. Và bây giờ chúng ta lắng lòng xuống để nghe lời của Chúa qua tôi tới Chúa Mục sư Trần Mạnh Hùng. Kính mời Mục sư. Xin cho mượn cái microphone hồi nãy ạ. Xin chào hết thầy con cái Chúa có mặt tại đây ngày hôm nay. Có thể ai đó đặt câu hỏi trong khi ngày Chủ nhật phiên dịch lên đây hay là ngồi đó, cách nào dễ hơn? Ngồi đó dễ hơn đúng không? Ok, như vậy đến phụ hưng sẽ ngồi tại nơi đó chứ không phải đứng bên cạnh một sư đúng không? Phụng hưng đổ vị trí. Ok, dạ. Có nhiều người họ đặt câu hỏi vì sao cả tuần làm việc có ngày Chủ nhật mà lại đến đây thờ phượng Chúa. Bạn ơi, nếu mỗi chúng ta biết rằng có một đấng sống lại từ cõi chết, ngày hôm nay nó không phải là ngày cuối tuần. Người Việt Nam nghĩ rằng thứ hai là ngày đầu tuần, nhưng sự thật có một ngày thứ nhất mà hầu như cả nhân loại lãng quên. Dường như ngày thứ nhất đó đã bị đánh mất cái tên của nó. Và người ta luôn nghĩ rằng thứ hai là ngày đầu tuần. Nếu bạn và tôi, những ai đang theo dõi chương trình này, bạn chưa tìm được số 1 trong cuộc đời của bạn, thì hết thảy số 0 mà bạn đang sở hữu, nó hoàn toàn vô giá trị. Ngày thứ nhất của cuộc đời chúng ta, Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Cho nên từ đó người ta không gọi ngày thứ nhất nữa, mà ta gọi đó là ngày Chúa Nhật. Không phải vô tình mà chúng ta đã bị đánh mất tên của ngày đầu tiên tuần lễ. Tôi đã từng đặt câu hỏi, tôi đã từng hát bài hát thứ hai là ngày đầu tuần. Và từ sâu thẳm lòng của tôi luôn đặt câu hỏi, vì sao thứ hai là ngày đầu tuần? Vậy thứ nhất nó ở đâu? Tôi đã mất ngày thứ nhất lúc nào và ai đã lấy ngày thứ nhất đó của tôi? Nhưng rồi tới năm 22 tuổi,
tôi đọc Kinh Thánh và phát hiện ra rằng ngày đầu tiên của tuần lễ, Chúa Giêsu của tôi đã sống lại từ cõi chết. Và Ngài sống lại từ cõi chết, Ngài chính là đầu tiên của cuộc đời tôi. Và hết thảy những số không mà Nguyễn Du nói, cái tài đi với cái tai một vần, nó không còn là cái xích sắt trói tôi nữa, mà nó có ý nghĩa vì tôi đã tìm thấy số một trong cuộc đời của tôi. Có một ngày nọ, năm 2006, tôi cùng với vợ và con trai tôi lúc đó sinh ra tại Moscow, bên Nga, nó khoảng hơn 3 tuổi. Chúng tôi đi chợ, đi tỉa, đi chơi chợ Noel. Và tiếng nhạc sập sình và chợ rất là vui, đông, nhộn. Và bạn biết rằng phụ nữ mà đi dạo chợ đó thì họ không còn quan tâm tới gì khác ngoài trừ nhìn hàng hóa và những ánh đèn nhập nhằng. Mặc dù tiền không có trong ví nhưng họ vẫn đi chợ. Tôi có trách nhiệm phải trông con của tôi và chúng tôi phân công công tác. Em đi trước, Danny đi giữa, tôi đi sau bọc hậu. Alo 1 2, tôi đi sau bọc hậu. Tôi nói với con trai tôi rằng con ơi nhớ nhé, mẹ đi trước con, ba đi sau con. Con phải luôn luôn nhìn vào cái váy của mẹ. Con luôn luôn phải nhìn vào cái váy của mẹ, bởi vì mẹ sẽ không quan tâm tới con. Ba sẽ nhìn con, con nhìn váy mẹ. Và cứ thế mà đi không bị lạc. Và chúng tôi cứ thế hành quân 3 người. Vợ tôi đi trước, con trai tôi đi sau, tôi đi cuối cùng. Và đi một hồi, tiếng nhạc sập sình rồi hàng hóa, nhiều điều vui lắm. Chúng tôi, vợ tôi đi, tôi thỉnh thoảng nhìn con trai tôi và bắt đầu mắt tôi cũng bị lôi cuốn xung quanh. Có một bà nào đó mà tôi không biết đi tạt ngang qua giữa nó với mẹ nó. Nó nhìn theo cái váy của bà đó và đi theo cái váy đó, theo đúng lời tôi khuyên. Tôi thì ngắm cảnh, vợ tôi thì không cần để ý rồi. Đi một hồi, tôi mới giật mình rằng con tôi đâu? Cái bà nào đã đi ngang qua đó để nó nhìn vào váy của bà đó và bị mê. Tôi mới nói em ơi, lạc con rồi. Vợ tôi quay ra bảo anh, việc của anh mà tại sao lại để cho con lạc. Chúng tôi chạy tóa hỏa cái chợ Noel tại bên Moscow, Nga để tìm con. Rồi cuối cùng trên loa, một hồi sau người ta thông báo rằng có ai là người Việt Nam, con là Danny. Đến cái địa chỉ này đồn công an để mà nhận con. Chúng tôi lao tới đồn công an trong chợ. Từ xa con trai tôi nhìn thấy tôi, nó khóc òa lên. Tôi chạy tới quỳ gối ôm con tôi thật chặt để an ủi nó. Sau khi nó khóc xong rồi, tôi nhắc con tôi một điều. Con nhớ từ nay cho về già nhé. Nếu khi nào mà con phát hiện ra bị lạc bố mẹ thì đứng tại chỗ lạc đó mà khóc. Đừng tự tìm ba mẹ. Vì con mà tự tìm ba mẹ thì càng tìm càng bị lạc. Đó chính là câu trả lời vì sao thế giới này có nhiều tôn giáo khác nhau. Con người đánh mất Đức Chúa Trời. Con người đã đánh mất Đức Chúa Trời bởi tội của mình. Từ sâu thẳm lòng con người biết có ông trời, ai khổ cũng kêu ôi trời ơi. Nhưng mà họ tìm ông trời bằng cái đầu của mình. Họ mò mẫm trong thế giới này để tìm xem ông trời trốn ở chỗ nào. Rồi từ cái đầu đó, họ tạo ra những ông trời và tôn giáo khác nhau. Ấn Độ có 330 triệu các vị thần. 330 triệu các vị thần. Đó là kết quả của tư tưởng con người. Lòng biết có ông trời mà lại tìm ông trời bằng cái đầu. Cho nên cứ người giỏi lại tạo ra thêm một ông trời. Người kém hiểu biết thì đi theo kẻ tạo ra tôn giáo mới đó. Nhưng Tin Lành ngày hôm nay, điều mà tôi đang nói với anh chị em tại đây, đó là ông trời đã xuống trần gian đi tìm và kiếm mỗi chúng ta. Tôn giáo là con người tìm ông trời, còn Tin Lành là ông trời tìm chúng ta. Nếu mà Ngài trốn, chúng ta làm sao mà tìm ra Ngài được? Gagarin
khi bay lần đầu tiên vào vũ trụ có mười mấy phút thôi. Ông ta xuống, người ta hỏi ở trên đó ông có nhìn thấy ông trời không? Yuri Gagarin nói rằng tôi không thấy ông trời tại đó. Và ông nói thêm câu nữa, bởi vì không có ông trời. Một phóng viên nói rằng, thưa ông có biết tại sao ông không thấy ông trời không? Yuri Gagarin nói rằng không biết. Người phóng viên nói rằng, bởi vì Kinh Thánh của tôi nói rằng chỉ có những kẻ có lòng trong sạch mới thấy được Đức Chúa Trời. Còn nếu ông ngày hôm nay không thấy được ông trời, sẽ có ngày ông trầu trời và thấy được Ngài. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay tôi đến đây nói cho anh chị em, có thể chúng ta tới ngày Chủ Nhật đặt câu hỏi, tại sao một nhóm nhỏ như vậy mà vẫn trung kiên thờ phượng Đức Chúa Trời, không thấy Đức Chúa Trời mà tin, liệu có hợp lý hay không? Thì tôi muốn nói cho bạn biết rằng cuộc sống này có những điều thấy mà lại không thực, còn có những điều không thấy mà lại thực. Chúng ta có thể nhận biết được điều thực đó qua việc làm của nó. Gió thổi có ai nhìn thấy đâu. Sự khôn ngoan của một con người không đo được bao nhiêu km. Tình yêu của người vợ đối với chồng, tình yêu của cha mẹ đối với con cái đâu có cân được bao nhiêu yến tạ tấn đâu. Nhưng chúng ta qua việc làm của gió, qua việc làm của sự khôn ngoan, qua việc làm của tình yêu, mình nhận biết được tình yêu, sự khôn ngoan, làn sóng vô tuyến điện và điện thoại. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Kinh Thánh chép rằng ở đâu hai, ba người nhóm lại nhân danh của Ngài thì Ngài ở giữa. Có nhiều khi chúng ta ngồi tại đây mà không ở đây. Mắt chúng ta nhìn thấy ai đó đang ngồi tại đây nhưng đầu đang lang thang ở chợ bán giảm giá. Mọi người hiểu không? Có một cặp vợ chồng nọ ngồi nói chuyện với nhau, bàn xem đi du lịch ở Ý hay là ở Tây Ban Nha. Người vợ phân tích giá cả khách sạn gần nửa tiếng đồng hồ. Ông chồng nghe chăm chú lắm rồi quay sang vợ hỏi, anh nghĩ thế nào? Người chồng nói rằng, hay, mình cần phải mua cái máy ảnh đó giá rẻ, 650. Anh ơi, gần nửa tiếng em phân tích đi ra Tây Ban Nha vậy, anh nghe cái gì mà lại ra cái máy ảnh? Hóa ra chàng ngồi đó, nhưng mà là chàng không ở đó. Chàng ngồi đó mà con người của chàng ở đâu đó. Còn Chúa mắt thường không thấy được, nhưng Ngài đang hiện diện tại đây. Và khi Chúa hiện diện tại đây thì chính Ngài sẽ hành động mang nước trời vào lòng của mỗi chúng ta. Ngài giải quyết những nan đề chính kẻ đang nói đây đã từng trầm cảm vì kiệt sức năm 2016. Năm 2017 vì rách động mạch chủ nằm chờ chết 18 ngày bất động. Nhưng đấng mà mắt thường không thấy được đã tới bên giường của tôi và nói rằng ngươi chẳng chết đâu. Và thân thể của tôi không hề có vết sẹo của mổ, nhưng Chúa đã làm cho mạch máu liền lại. Và bây giờ tôi đang đứng tại đây để nói cho mọi người biết rằng có một đấng không thấy được, nhưng việc làm của Ngài lại thấy được và vô cùng là rõ ràng. Nào bây giờ chúng ta cùng nhau xem một thước phim. Mà thước phim này nói với chúng ta một điều, không có điều gì là khó đối với Chúa của bạn và của tôi. Thế giới này, từ đời, thế giới này, ma quỷ hay là sự khó khăn có thể chặn cửa của bạn, đóng một cái cửa trước mặt bạn. Nhưng nếu Chúa mà luôn bên cạnh mỗi chúng ta thì Ngài mở nhiều cánh cửa khác. Phụ thuộc vào bạn ngày hôm nay, bạn được quyền lựa chọn. Cái khó nó bó cái khôn, hay là cái khó nó ló ra cái khôn. Quan trọng bạn với ai? Bạn với những kẻ tiêu cực thì cái khó luôn bó chặt cái khôn. Còn nếu bạn cùng với đấng toàn năng thì Chúa sẽ ban cho bạn cái khó sẽ ló ra cái khôn. Không có bế tắc. Bài hát vừa rồi Đôn đã hát,
Trong đó có một câu Kinh Thánh nói là Giê-xu Ngài phán, ta là con đường. Như vậy có nghĩa là nếu chúng ta luôn ở trong Ngài thì con đường đó luôn lối thoát, không tắt đường, không bị bế tắc, không bị ai đóng cửa. Con đường sẽ dẫn chúng ta tới đích. Ngài là chân lý. Bất cứ chân lý nào mà chúng ta nhận biết thì chính chân lý đó giải phóng chúng ta khỏi tội. Ngài lại là nguồn sống nữa. Để làm gì? Để mà chúng ta tiếp nhận sự sống đó, để hoàn thành hết thảy những điều gì mà chúng ta cần phải làm. Nào, xem cái đại dịch mà nhiều người nói khốn nạn đó, đã đóng cửa nhiều nhà thờ, không cho người ta đến nhóm. Nhưng Chúa đã làm gì trong và sau cơn đại nạn vừa rồi, đại dịch? Xin mời bắt đầu. Tin lành về muôn nơi, ngày cha ngự lại đã gần rồi. Ánh đuông trong đêm hay soi dọi vùng tâm tôi, ta là sự sáng cho thế gian. Tháng 3 năm 2020, khi mùa dịch bùng nổ, sự giãn cách xã hội đã diễn ra ở khắp mọi nơi. Lời Chúa có phải chăng bị giam hãm sau những hàng rào cách ly? Không, chắc chắn là không. Thông qua phương tiện truyền thông Zoom, phúc âm đã được mang đến mọi miền. Chương trình hiện có hàng ngàn người tham dự, không chỉ là người Việt trong nước mà còn có người Việt ở nhiều nơi trên thế giới. Ơn Chúa thật lớn lao, hàng trăm linh hồn đã được cứu. Với định hướng lời Chúa cần được hiểu cách chuẩn xác và sâu nhiệm, cần được phổ biến rộng khắp đại trà, góp phần đào tạo những đại sứ Đấng Christ hiểu đúng, làm đúng, phục vụ nhà Chúa cách hiệu quả. Với sự hợp tác của Viện Thần học Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ, chương trình dạy 66 sách Kinh Thánh được bắt đầu vào mùa phục sinh tháng 4 năm 2021. Đến nay, chương trình đã dạy xong 17 sách Kinh Thánh. Chương trình vẫn đang tiếp tục. Chương trình đã thu hút hàng trăm học viên từ Mỹ và từ các hội thánh, các trung tâm giải cứu cai nghiện cơ đốc tại Việt Nam. Thật cảm động làm sao, những con người mới hôm qua còn ngập ngụa trong bóng đêm đầy những khắc khoải chơi vơi, thì hôm nay trong ơn cứu rỗi, những đại sứ tương lai của Đấng Christ đang bền bỉ, kiên định và trung tín trong sự khát khao học hỏi lẽ thật. Từ hàng trăm những con người được đào tạo hôm nay, sẽ có hàng ngàn linh hồn được cứu ở ngày mai. Con hơn hồn giờ sâu đây, chúng yêu nhau.
thể có một thế hệ tinh lành ưu tú của ngày mai. Những chồi non cần được vun trồng từ hôm nay. Tháng 12 năm 2021, chương trình thiếu nhi Giêsu yêu em đã ra đời. Qua Zoom, hàng ngàn em thiếu nhi từ đồng bằng đến những vùng rừng núi xa xôi, từ những hội thánh sắc tộc vùng cao đến những trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Cơ Đốc, chương trình cũng đã lan tỏa ra nhiều nước trên thế giới. Chương trình được thiết kế dựa trên 41 phim hoạt hình kể lại những câu chuyện trong sách Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước. Từ những ngày đầu, chương trình chỉ đến được những vùng đã có đường truyền Internet. Nhưng hôm nay, với thiết bị Wi-Fi di động kết nối Internet qua sóng điện thoại, thì không một rào cản nào ngăn được tinh lành đi khắp mọi nơi. Chúa, Ngài thật đấng quyền năng, hàng trăm linh hồn trẻ thơ đã được cứu. Xin trân trọng kính chào quý anh chị em. Tôi là mục sư Nguyễn Thế Trung bên Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Phật Giáo Việt Nam. Trong Hội Thánh thì chúng tôi có phát triển dịch vụ giải cứu, giúp đỡ những người cai nghiện ma túy được hoàn lương. Rất là cảm ơn Hiệp hội Phật Giáo Việt Nam Thưa Chúa trong những năm tháng vừa qua đã chia sẻ, huấn luyện, đào tạo, giảng dạy cho rất nhiều anh chị em học viên trong các trung tâm cai nghiện chúng tôi, và tôi thấy họ tăng trưởng và tiến bộ hàng ngày. Vì mình qua chương trình Sống Tin Yêu, tôi thấy nhiều anh chị em đã nhận được sự sống của Chúa, đã tin Chúa, đã yêu Chúa và yêu người khác nhiều hơn, giống như cái tên Sống Tin Yêu. Bối cảnh thì chúng tôi có hơn 20 trung tâm cai nghiện trong hệ thống BT. Tôi không thể nào đi hết được tất cả các trung tâm để huấn luyện đào tạo trực tiếp, nhưng mà hàng tuần, hàng ngày anh chị em cũng được học qua chương trình Zoom Sống Tin Yêu, tôi thấy rất là hữu hiệu, rất là tốt. Cầu xin Chúa ban phước cho chương trình Sống Tin Yêu, ban phước cho chị Minh Trước, thầy mục sư Trần Thành Hùng, ban phước cho hiệp hội Truyền giáo Việt Nam Cho Chúa. Xin Chúa dấy lên nhiều người tới của Chúa nữa, nhiều người đồng công đồng lao nữa, để thật sự Việt Nam chúng ta là một Việt Nam sống cho Chúa, vì Chúa, vì danh vinh hiển của Chúa. Chúa phước cho anh chị em. Kính thưa quý vị, truyền rao phúc âm là nhiệm vụ cốt lõi của mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta. Mong lắm thay được sự đồng hành, hỗ trợ và cầu nguyện của quý vị. Trân trọng cảm ơn. Chúng ta vô tay tạ ơn Đức Chúa Trời của mẹ. Wow, đã 3 tuần rồi tôi xa mấy đứa thiếu nhi. Tôi không thể tưởng tượng rằng sẽ có một ngày tôi lại giảng cho các cháu thiếu nhi. Nhưng dù cuối cùng người ta bắt buộc đẩy tôi vào trong vị trí đó, tôi nghĩ rằng chỉ giảng cho người lớn thôi. Nhưng rồi cuối cùng không có ai lo được, và tôi rơi vào hoàn cảnh phải lo cho mấy đứa thiếu nhi này. Nhưng ngày đầu tiên khi gặp chúng nó, sao mày yêu thế? Bọn nó chào tôi nói chuyện, tôi chả hiểu cái gì hết đấy. Phần lớn là dân tộc. Mấy người nhắn tin cho tôi nói rằng sư có hiểu gì chúng nó nói không? Tôi bảo không hiểu. Họ mới nhắn tin bảo không hiểu mà thấy một sư cười tươi thế.
Tôi bảo, bạn đã bao giờ vào rừng chưa? Bảo vào rồi, nghe chim hót bạn có hiểu không? Không, sao mà vui thế? Bọn nó hót như vậy đó. Rồi có những câu hỏi của bọn nó hỏi đó, chúng ta không thể tưởng tượng được lại là những đứa trẻ. Nó hỏi tôi rằng, mục sư ơi, vì sao Judas Iscariot lại bán Chúa chỉ có 30 miếng bạc mà không phải 100, không phải 200, không phải 1 triệu hay không phải nhiều hơn mà lại 30 miếng bạc? Nó hỏi như vậy đó. Chúng ta lại phải nhờ cây Chúa trả lời cho chúng nó. Mắt chúng nó hỏi xong chờ đợi. Mục sư trả lời. Trả lời sao bây giờ? Các con ơi, thời bấy giờ người Do Thái nằm dưới sự cai trị của La Mã. Giá của một người nô lệ là 30 miếng bạc. Giuđa biết anh ta là một tên nô lệ. Giá của anh ta chỉ là 30 miếng bạc thôi. Cho nên hắn nghĩ về hắn thế nào thì hắn coi người khác y chang. Nó bán Chúa Giêsu 30 miếng bạc bởi vì nó bán nó là 30 miếng bạc. Các con bán các con bao nhiêu tiền? 1 triệu, 2 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ hay là chỉ 30 đồng? Phụ thuộc vào các con coi trọng các con ngần nào. Giá của chúng ta được chuộc bằng huyết báu của Chúa Giêsu. Nó vô giá. Chúng ta không thể bán giá trị của chúng ta đổi lấy danh lợi quyền tiền tài tình được. Bạn định giá bạn bao nhiêu? Bất cứ lúc nào chúng ta định giá chúng ta bao nhiêu để bán là chúng ta đang sỉ nhục đấng đã chịu chết trên thập tự giá vì chúng ta. Khi môn đồ của Ngài truyền giảng về, họ vui mừng tuột độ vì lần đầu tiên trong lịch sử đời của họ ma quỷ phục họ. Họ khoe, họ nhảy múa, họ vui mừng. Và Chúa nói rằng chớ vui mừng vì quỷ phục các ngươi. Đừng vui mừng vì cái gì các con làm được, mà hãy vui mừng vì ta làm cho các con. Tên của các con nhờ việc ta làm đã được ghi vào sổ sách của sự sống. Giá trị của chúng ta là như vậy đó. Bạn có thể bán tất cả mọi sự bạn có, lấy tiền, từ bẻ răng, từ móc phổi, từ lấy tim, rồi cắt thận để bán, ngay cả tình vợ chồng, tình con cái, tình cha mẹ, tình bạn. Chúng ta có thể bán hết thảy những gì chúng ta có để lấy tiền. Nhưng rồi có tiền rồi sẽ không thể mua những gì đã chót bán nó trước đó. Bởi vậy cho nên hãy đánh giá thực sự những gì mà chúng ta đang có từ Ngài, để đừng bao giờ bán nó quá rẻ. Có những cái chúng ta mua đồ hạ giá nhưng vẫn có giá. Nhưng duy giá trị của đời một con người khi hạ giá là mất giá. Danh Chúa Giêsu thật là vĩ đại. Mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho mọi người. Sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 có nói một điều quan trọng đặc biệt. Có một lần môn đồ hỏi Chúa khi nhìn thấy đền thờ của vua Herod thật là đẹp và tráng lệ. Ông là một người có tài xây dựng, cho nên ông dùng những phiến đá trắng cắt ra và đặt lên những bức tường của đền thờ. Thì ra khi mặt trời chiếu ở vùng trung cận đông, chiếu vào tòa nhà có những khối đá trắng đó, nó bỗng nhiên phát sáng. Từ xa người ta đã nhìn thấy sự huy hoàng của đền thờ. Sự huy hoàng của đền thờ đó đã làm lòe mắt của rất nhiều người. Ngay cả môn đồ của Chúa khi tới đó cũng bị lòe mắt bởi vì sự vĩ đại và tráng lệ của đền thờ. Herod đã nhờ những phiến đá trắng đó để che giấu một cái tội lỗi lớn lao bên trong cuộc đời của ông bên trong. Và khi môn đồ nói rằng Chúa ơi, Ngài nhìn thấy đền thờ đẹp chưa kìa, Chúa nói rằng các ngươi có thể bị lừa nhưng không lừa được con mắt của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì các ngươi đang nhìn thấy đây, cái giá của nó bởi tội của kẻ làm ra nó, sẽ có một ngày không hòn đá nào ở trong đền thờ này mà không được đổ xuống.
rồi họ đến gần Ngài nói: Chúa ơi, đến ngày nào là ngày tận thế? Tiếng Việt dịch ra là ngày tận thế. Khi nào sự cuối cùng đó mới tới? Chúa Giêsu đã dạy họ điều này sẽ xảy ra này. Các tiên tri già sẽ dấy lên này. Động đất, đói kém, dịch lệ, dân này dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, tội ác được gia tăng, lòng yêu mến con người bị nguội xuống. Hết thảy những điều mà Chúa liệt kê ra trong Ma-thơ đoạn 24. Có ai đó đang ngồi tại đây, trong đó có cả tôi nữa, đã có từng nhiều lúc nói rằng: Chúa ơi, vì sao ở dưới đất này lại có nhiều sự bất công thế, nhiều sự phi lý thế? Tại sao tội lỗi dành ra như vậy mà họ có thể xóa trắng được? Vì sao họ có thể dựng trắng thành đen, đổi đen thành trắng, mà dân cứ chạy theo sự giả dối hoài như vậy? Vậy có giữ lòng thanh liêm để làm gì? Giữ tay thánh sạch để làm gì? Bạn ơi, hết thảy nhiều câu hỏi tương tự như vậy sẽ không bao giờ chúng ta nhận hết mọi câu trả lời được khi còn ở dưới đất này. Vì sao? Bởi vì cả thế gian này nằm dưới quyền lực của tội lỗi. Nó đang cai trị, nó đang hoành hành, nó được quyền làm những điều xấu xa đó. Nhưng Chúa nói rằng sẽ có một ngày nó phải bị chấm dứt. Nó chấm dứt khi nào? Khi Giêsu quay trở lại trên đất này, chân của Ngài đặt trên đỉnh núi Olive, là nơi mà tôi đã đến đó 3 lần chứng kiến và đứng tại núi Olive, mắt nhìn vào đền thờ và nói rằng: Chúa ơi, khi nào Chúa sẽ quay trở lại như Ngài đã được nhắc lên? Chúa Giêsu nói rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng của những điều tệ hại phía trên sẽ chấm dứt khi Chúa Giêsu quay trở lại vua hòa bình. Trước đây Ngài đến để cưỡi lừa vào đền thờ, nhưng bây giờ Ngài sẽ cưỡi ngựa cùng với tất cả những thánh đồ và thiên sứ thánh quay trở lại để cai trị 1000 năm hòa bình trên đất này, thì tất cả mọi sự ác độc ở phía trên sẽ chấm dứt. Chúa sẽ quay trở lại lần thứ hai, anh chị em. Đó là điều chắc chắn và không cần phải bàn cãi. Giêsu sẽ đến thế gian này 2 lần. Một lần Ngài đã đến rồi trong hình hài chiên con chuộc tội. Còn lần thứ hai, Ngài đến trong vị trí của ông phán xét, ông quan tòa. Có một cậu thanh niên nọ, cậu đang bài thi vì cậu học rất là giỏi. Cậu suy nghĩ để cái bài thi. Cậu suy nghĩ để đến trường thi, cậu bước chân như vậy, không nhìn thấy đèn đỏ đã bật. Cậu vừa bước chân, có một bàn tay túm cổ cậu giật ngược trở lại. Cậu ngoảnh lại nói: ông làm gì vậy, ông già? Người già kia nói rằng cậu không nhìn thấy ô tô vừa chạy ngang qua, suýt nữa là cậu mất mạng này. Cậu lập tức nói: ôi, con cảm ơn bác đã cứu mạng sống của con. Rồi thời gian kéo đi dài, mấy chục năm sau, cậu phạm một tội rất là kinh hoàng, đưa ra tòa. Lúc mà người ta nói quan tòa bước vào, cậu đứng ở vòng móng ngựa, nhìn thấy trên ghế quan tòa: bác ơi, bác đã từng cứu con một lần rồi, xin bác cứu con lần nữa đi bác ơi. Nhưng người nhiều tuổi đã nói rằng: con ơi, lần trước ta cứu con vì ta đi cùng đường với con, còn bây giờ ta là quan tòa, còn con là một tội nhân. Nó khác rồi. Câu chuyện mà tôi vừa kể đưa tới điều gì? Giêsu quay trở lại trần gian lần thứ hai trong vị trí quan tòa. Lần trước Ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và 2000 năm Chúa ở cùng chúng ta. Còn sắp tới Chúa sẽ quay trở lại để trật lại mọi trật tự. Xin Chúa ban phước cho. Như vậy mỗi chúng ta cần phải giảng tin lành, giao truyền nhiều hơn. Để làm gì? Để chuẩn bị một con đường cho Đấng Christ quay trở lại trần gian lần thứ hai. Nhưng mà nếu như không được học thì giảng cái gì bây giờ? Có một người chị em bên Nga, tôi là mục sư và sống bên đó 19 năm. Chị về, chị đi truyền giảng về, chị gặp chúng tôi nói: mục sư ơi, tôi vừa rồi vì danh Chúa Giêsu mà bị sỉ nhục. Tôi bảo: bị sỉ nhục cái gì? Ồ, người ta chửi tôi tới tắt khi tôi đi làm chứng minh Chúa Giêsu. Tôi hỏi: chị kể kỹ xem là họ chửi cái gì?
chị nói rằng khi tôi giảng với Chúa Giêsu nói làm chứng, người ta hỏi Giêsu của bà sinh ra từ đâu, tôi trả lời rằng từ California. Thế họ chửi tôi tới tận. Tôi chịu khổ với danh Chúa. Tôi bảo đây chả chịu khổ với danh Chúa, đây là bà thiếu học. Đã không biết gì thì đừng trả lời. Chúa Giêsu đâu phải đến từ California. Ôi, không phải từ California, không phải từ Mỹ à? Hồi thì tin lành ở bên Mỹ đồng đầy như tôi tưởng là Chúa Giêsu từ California. Vớ vẩn. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải được học. Amen. Bởi vì nếu như mang thuốc bậy bạ để cho bệnh nhân uống là nó bị chết vì thuốc của chúng ta, không đưa đúng liều. Như vậy ý muốn của Chúa đưa chúng ta tới điều gì? Là chúng ta đầu tiên được cứu, sau đó nhận biết chân lý. Phải ra tôi đã xin phép mục sư Giang Đông, nếu như có ai đó trong căn phòng này của Hội Thánh Vườn Nho mà bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm nay cho đến sau bạn bỗng nhiên khao khát thật là đói lời Chúa, thì kẻ đang đứng tại đây sẵn sàng dành cho Vườn Nho 1 giờ đồng hồ trong 1 tuần sẽ qua Zoom. Còn nếu muốn tới bay sang thì cứ tự nhiên. Và đầu tiên là Zoom trước. Chúng ta sẽ có những khóa học đây này. Những cái con người vừa rồi nhìn thấy toàn là những người cai nghiện ở trong trung tâm cai nghiện. Hơn 50 trung tâm cai nghiện, họ đã học những khóa huấn luyện đó để mà được nhận biết chân lý. Thành ra hãy liên hệ với mục sư Giang Đông, chúng ta sẽ cùng nhau học những cái điều nền tảng, những gì mà tôi có tôi cho anh chị em. Điều thứ hai, anh chị em có thể dành thời gian thêm trước buổi nhóm. Tôi thấy ở Hội Thánh Vườn Nho hay ở chỗ là nhóm vào buổi sáng, không phải Hội Thánh nào cũng được thế này đâu. Toàn chúng tôi phải thuê nhà thờ Đức, nhà thờ Mỹ phải nhóm buổi chiều, mà bạn biết buổi chiều sau bữa ăn trưa đấy, khi mà ăn trưa xong thì làm sao sao là căng ra bụng thì nó làm sao trùng ra mắt. Thật ra là ngồi nghe là nhiều khi nó buồn ngủ lắm, nhưng mà ở đây có cái lợi thế là chúng ta nhóm buổi sáng. Như vậy một sư Giang Đông tôi được nghe được ông rất là ước ao, nếu như mỗi chúng ta ước ao lời Chúa đến vào đây lúc 9:45 cùng học lời Chúa 30 phút thôi, sau đó nghỉ ngơi và vào buổi nhóm thờ phượng Chúa thì đẹp biết bao nhiêu. Ở đây có một sư Giang Đông, ở đây có chấp sự Thiên Ân có thể cùng giúp chúng ta trang bị lời Chúa, được không anh chị em? Được không anh chị em? Bạn đang sống ở trong một đất nước mà tổng thống, cố tổng thống Abraham Lincoln có một câu nói rất là hay: nếu cho tôi 6 năm chặt cây thì tôi sẽ để 4 năm mài lưỡi rìu trước, mài lưỡi rìu, và khi lưỡi rìu sắc chặt nó mới có hiệu quả. Còn nếu chặt cây bằng lưỡi rìu cùn thì 50 năm vẫn chưa chặt được cây nào hết. Cứ chặt như vậy, thậm chí chặt tay của mình, vì tay nó què lúc nào rồi mà chặt làm sao mà chặt được cây. Thế ra thà để thời gian lâu hơn, để mài cho lưỡi rìu thật là sắc, rồi sau đó chúng ta mới đốn cây. Sẵn sàng không? Sẵn sàng không anh chị em? Tất nhiên là phải suy nghĩ thêm, nhưng mà ai muốn học ở qua Zoom, ai muốn học ngày Chủ nhật cho tôi xem nào. Rồi sau đó mấy bạn vẫn về nhà vẫn nghĩ lại được, chưa phải chốt giấy, chưa phải ký giấy, chưa bút sa gà chết, người cái đấy là ước ao thôi. Giơ tay tôi xem Zoom. Ok, học lời Chúa vào ngày Chủ nhật. Ok, 30 phút thôi và chúng ta sẽ bắn tên đúng đích. Amen. Cảm ơn Chúa. Nào chúng ta cùng nhau tới với chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề đó là ta khát. Đây là một câu chuyện mà đối với tôi rất là cảm động. Tôi tin Chúa Giêsu từ một người mẹ, Mama Zhenya, người Ukraine. Bà là người mà không có bằng cấp như tôi. Và có lần tôi hỏi bé ơi, con là một trong những người mà thi đỗ đại học và đi được du học nước ngoài tại Nga, người ta chọn con người vì sao? Nhưng mà khi mẹ gặp con, cái điều gì khiến cho mẹ không có xấu hổ nói cho con biết về Giêsu? Bởi vì con sau khi tin Chúa xấu hổ nhiều khi nói chuyện với những người giàu, với những người mà tiến sĩ, những người doctor ở bên Moscow, con nhiều khi xấu hổ vì con không có cái điều gì mà họ đang có. Chuyện nhiều khi xấu hổ, điều gì mà mẹ khi gặp con không xấu hổ? Bạn biết bà nói gì không? Bà nói rằng mẹ học được từ Phêrô nói rằng tôi không có vàng, tôi không có bạc, nhưng điều tôi có, tôi cho anh. Đó là danh Jesus Christ người Nazareth.
mẹ không nhìn vào những gì con có, mà mẹ không có để ngậm, để xấu hổ. Nhưng mẹ nhìn thấy điều mẹ có mà con không có, đó là danh Giê-xu trong đời sống của con. Cảm ơn Chúa. Đây là câu chuyện mà nói về một cái câu chuyện hay. Chúa Giê-xu tới đi quay trở về xứ Ga-li-lê, và Ngài dừng lại ở một cái làng nhỏ có tên là thành Samari. Và đây có một câu chuyện người đàn bà ở trong thành đó, lúc 12 giờ trưa, chắc là nắng tương tự như Arizona vậy. Tôi đã sang đó 3 lần, thường giữa trưa không ai ra ngoài, trời nắng cả, họ hay ở trong nhà. Người đàn bà này đi từ trong thành Samari ra ngoài thành, đến một cái giếng để múc nước. Chúa Giê-xu đã đợi bà ở ngay cái giếng đó, và Ngài ngồi đợi bà. Vì sao bà lại tới cái giếng này lúc 12 giờ trưa mà lại ở ngoài thành? Bởi vì câu chuyện đưa tới cho chúng ta nhìn thấy bà xấu hổ vì con người của bà. Bà đã sống với 5 người đàn ông trước đó, và người thứ 6 bây giờ đang ở cùng lại không phải là chồng của bà. Thế cho bà ngại gặp gỡ người này người kia, cho nên bà đã phải tìm cái nơi thật là vắng người để không gặp ai. Chúa Giê-xu đang ngồi sẵn tại nơi đó. Hãy lắng nghe này. Chúa Giê-xu ngồi sẵn tại cái giếng nước đó khi người đàn bà lại gần. Hãy để ý Giăng đoạn 4 câu 7. Một người đàn bà tội lỗi với một đấng thánh thiện từ trời, Ngài không phán xét bà. Có rất nhiều người khi mà thấy ai đó vào hội thánh là lập tức soi mói. Cái váy kia ngắn 5 phân, bây giờ phải kéo dài xuống 5 phân xong thì mới được vào hội thánh. Cái ông này để râu ria xồm xoàm quá, giống hơi bụi đời. Người này hôi quá, kẻ này kẻ kia, nhưng Chúa không hề xét xử bà như vậy. Rất nhiều người đã từng tìm cách đuổi tôi vào những năm 90-91 khi tôi xuất hiện ở hội thánh tại Ukraine. Vì tôi hầm hố lắm, nghịch ngợm lắm. Ngày Giáng sinh tôi mua rượu vodka về để đãi cả nhà mà không thể hiểu vì sao không uống. Tôi mang đài tới để cho hát nhảy sập sinh, và dù con gái của bà nhảy cùng tôi mà không ai nhảy, chỉ có mình tôi nhảy giữa phòng, chỉ có ngồi nhìn. Mình tôi đâu có biết được văn hóa cơ đốc như nào đâu, tôi thích quậy cơ. Nhưng mà họ không đá đi tôi ra khỏi nhà. Người đàn bà này đến múc nước, Chúa Giê-xu phán rằng hãy cho ta uống. Wow, Chúa nhờ một kẻ không ra gì giúp Ngài. Bạn ơi, tôi học được một bài học trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta hãy cho phép người khác hy sinh cho mình, vì khi người ta làm việc tốt cho chúng ta là họ đang gieo vào đời sống chúng ta một điều gì đó từ họ. Khi bạn nhờ một ai đó làm cho bạn một điều gì là bạn đang nói rằng anh có giá trị đối với tôi. Không phải chỉ tôi có giá trị với anh, không phải chỉ tôi cần cho anh, mà anh cũng cần cho tôi nữa. Người đàn bà này là một người đàn bà mà bị cả thành phố ruồng bỏ, không cần cho chúng tôi, hãy cút ra khỏi thành phố đi. Nhưng Giê-xu khi gặp bà nói rằng hãy cho ta uống nước, ngươi cần cho ta. Và bỗng nhiên người đàn bà thấy mình có giá trị. Và lập tức bà đặt câu hỏi, wow, ông là người Giu-đa, tôi là người Samari, tại sao lại ngồi trò chuyện với nhau? Ông không biết được rằng chúng ta thù nhau sao? Hồi đó, người Samari và Giu-đa họ không uống chung một cốc nước với nhau. Họ không tắm chung một dòng sông. Người Giu-đa họ khinh bỉ người Samari, nhưng Chúa Giê-xu, Ngài không hề khinh bỉ. Ngài đến thế gian để làm gì? Ngài đến để cứu những kẻ có tội. Chỉ có những kẻ có tội mới cần Chúa Giê-xu thôi. Tất cả ai mà chả phạm tội. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta có nhận biết mình phạm tội hay không? Có một người tôi đến thăm chị ấy, và rất tiếc rằng sau 2 tháng sau chị qua đời. Khi chị bị đau bụng đi khám, bác sĩ nói tiếc là chị đã khám muộn quá, chị bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Có nghĩa là trước đó 3-4 năm chị đã bị ung thư rồi, nhưng chị không hề biết chị bị bệnh. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Là bị bệnh mà lại không biết bị bệnh, cho nên không cần tới bác sĩ. Có rất nhiều kẻ tội nhân không biết mình là một tội nhân, cứ nghĩ là thánh thiện, cho nên đâu có cần tới Chúa Giê-xu cứu chuộc đâu. Người đàn bà này nói, wow, bây giờ
tại sao ông lại xin nước của tôi? Chúa nói rằng nếu ngươi biết ta là ai thì người đó sẽ cho ngươi nước và ngươi đã uống rồi. Người đàn bà nói thêm câu nữa rằng ồ, giếng nước này sâu, ông lại không có gầu thì làm sao lấy nước cho tôi uống được. Chúa nói rằng cái nước này uống sẽ khát nữa. Mọi người hiểu không? Nước của thế gian càng uống càng khát. Danh lợi quyền mà uống vào càng uống càng khát. Coca-Cola uống vào càng uống càng khát. Nhưng nước mà ta cho người uống, khi người uống vào, người sẽ không khát nữa. Nguyên nhân là bởi vì từ bên trong lòng của người, nước sự sống sẽ chảy. Người không khát mà người khác cũng không khát nữa. Người trở thành một nguồn để mà qua đó nước sống chảy ngang qua ngươi tới với người khác. Ngươi trở thành nguồn phước chứ không phải là nguồn tai họa tới người khác. Amen. Cảm ơn Chúa. Câu chuyện dài lắm nhưng mà tôi không kể hết được cho bạn nghe, về đọc thêm. Bà đã nhận biết đây là Đấng Mêsia. Bà chạy vào bỏ lại cái vò nước, chạy vào trong thành phố nói rằng hãy ra xem Đấng Mêsia mà tôi đã gặp, và cả thành phố đã tới với Chúa Giêsu. Trước đó có một sự kiện, 13 người, Chúa có 12 môn đồ, 13 người thanh niên tuổi hơn 30 đang đói bụng. Ai đã từng đói giờ tay tôi xem, chỉ đàn ông thôi, ai đàn ông tại đây đã từng đói giờ tay tôi xem. Có mỗi mình tôi đói dài, 6 năm bên Nga đói dài trước khi lấy vợ. Đói bụng. Con đường tới trái tim đàn ông qua cái dạ dày, thành ra là thường đàn ông mà đói đó, nó khó chịu. Nó giống như hệt như khi đàn bà không được nói đó, là nó rách việc lắm. Thì đàn ông mà không mà đang bị đói là nó kinh hoàng lắm. Và Kinh Thánh chép rằng 13 người đàn ông bị đói bụng và 12 người đi kiếm đồ ăn cho 13 người ăn. Họ để lại thầy là Chúa Giêsu ngồi lại. Bà cứ tưởng tượng đến nhà của mục sư đông, chỉ có 1-2 người nữ nấu ăn cho cả mấy chục người ăn, còn ở đây 12 ông đi kiếm đồ ăn cho 13 ông ăn. Vì sao? Họ quá đói rồi, họ không thể chờ đợi hơn được nữa. Họ nói rằng thầy cứ ngồi lại đi, còn chúng con đi kiếm đồ ăn cho thầy, nhưng mà gặp đồ ăn họ ăn trước. Chúa Giêsu ngồi lại và bắt đầu người ta chạy tới với Ngài để tiếp nhận. Ngài là Đấng Cứu Thế. Và khi môn đồ mang đồ ăn tới, vì họ đã ăn xong rồi, vì đâu Kinh Thánh không thấy họ, họ về họ dọn ra để cùng ăn. Họ mang chỉ đồ ăn cho thầy thôi. Và họ nhìn thấy mặt của Ngài tươi tỉnh. Con đường tới trái tim đàn ông là dạ dày. Người ta thấy Chúa tươi tỉnh có nghĩa là Ngài đã ăn rồi. Bảo, Ngài ăn đi. Chúa thấy rất là tươi. Họ hỏi nhau, wow, trong lúc mình đi như vậy ai mang đồ ăn cho thầy nhỉ? Và Chúa nói tiếp theo câu đặc biệt. Hãy bật lại câu Thánh Kinh 34-35. Ngài nói rằng 34. Sao mình nghe thấy nó lạ lạ? Đây là răng 3 câu 34-35. Răng 4 cơ. Răng 4 câu 34-35. Dạ, thấy không? Nếu như không đọc Thánh Kinh chúng ta sẽ không phân biệt được câu nào đúng, câu nào sai. Dạ, bài giảng tôi là răng 4, 34-35. Nhưng mà chỉ cần lệch ra thành răng 3, 34-35 nó ra ý khác. Thế nếu như chúng ta không biết đô la thật thì sẽ không bao giờ phân biệt được đô la giả. Kinh Thánh cũng vậy. Chính vì vậy mà tại sao chúng ta cần phải học lời Chúa qua Zoom thêm? Tại sao chúng ta cần phải học lời Chúa thêm vào ngày Chủ Nhật thêm 30 phút nữa? Chúa cho phép một số những sai lầm để mà chúng ta nhận biết rằng chúng ta cần phải biết lời Chúa. Thì như phòng hơi nóng nóng luôn. Dạ, nhưng mà máy sưởi một xíu. Máy sưởi tôi thấy tự nhiên là giải hồ xong thấy người nó nóng hơn lúc bắt đầu vào. Đừng cởi áo ra. Dạ được, một xíu. Máy sưởi đang chạy. Mọi người thấy tôi bị ho thì chắc là thêm ấm. Dạ. Chúa Giêsu nói rằng đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta và làm cho tròn. Chúng ta ở dưới đất này làm gì? Kiếm tiền, xây nhà, có cái bằng cấp cao, rồi sau đó xa xa. Lev Tolstoy, ông đã đặt câu hỏi cho chính ông, rồi sẽ như thế nào? Đẻ con, rồi sẽ như thế nào? Cấp cao, rồi sẽ như thế nào? Và cuối cùng ông nói mình sẽ chết
rồi sẽ thế nào? Chết xong đi đâu nhỉ? Ông không có câu trả lời. Chả nhẽ sống trên đất này chỉ có 90 năm sao? Ồ, chết đi đâu nhỉ? Bạn có bao giờ đặt câu hỏi chết đi đâu không? Tôi có nhiều lúc thấy cuộc đời này phi lý. Phi lý ở chỗ nào? 30 năm đi học phổ thông và đại học, sau đó ra trường, 30 năm kiếm được một công việc làm, phạm lỗi này lỗi kia, người ta mắng mỏ, cho tới khi mình khôn ngoan ra thì nhà nước cho cái giấy về hưu. 30 năm học, 30 năm làm vất vả và phạm nhiều sai lầm, cho tới khi mình giỏi rồi, thầy hiệu trưởng, khi mình giỏi rồi thì nhà nước cho về hưu. Lạ nhỉ? Giả sử chúng ta sống 200 năm, 300 năm thì làm lợi cho xã hội để bao nhiêu chứ? Vậy cái khôn cuối đời đó để làm gì? Phi lý. Tôi tiếp tục lần theo dấu vết của loài người, phát hiện ra cái bào thai ở trong bụng mẹ. 3 tháng đầu tiên nó êm lắm, nhẹ nhàng lắm, nhà cửa bụng mẹ nó rộng rãi lắm, quay kiểu gì cũng được hết. Bắt đầu đến tháng thứ 5, thứ 6, chân mọc ra. Bảo thầy ở trong nói, để làm gì nhỉ? Mình đâu có chân chạm đất đâu mà cần chân. À, mắt mọc ra, mắt để làm gì nhỉ? Thấy cái gì đâu mà cần mắt. Thậm chí tóc mọc ra, bây giờ chắc là hết tóc rồi, ngồi đó ở trong bụng mẹ là có tóc. Tóc mọc ra để làm gì nhỉ? Phi lý và phi lý. Đến tháng thứ 7, thứ 8, mỗi lần nó ngọ ngoậy, nó quay người để nó nằm là mẹ nó go, mẹ nó vỗ vỗ bố, nó vỗ vỗ con ơi, từ từ đi, nó xoay xoay nhẹ nhẹ không, mẹ đau. Nó bảo vừa chật chội, vừa phi lý, vừa khổ mẹ, vừa khổ mình. Tại sao lại thế? Cái thừa này để làm gì nhỉ? Cái chân dài ra để làm gì nhỉ? Cái mắt được tròn trị để làm gì nhỉ? Cái lưỡi mọc ra để làm gì nhỉ? Tóc mọc ra để làm gì nhỉ? Rồi có một ngày, 9 tháng 10 ngày, cơn đau đẻ quặn thắt, nó vọt ra khỏi lòng mẹ của nó. Và lúc này nó mới hiểu ra cái thừa và phi lý ở trong bụng mẹ nó lại dành cho đất. 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ đầy phi lý lại dành cho 90 năm đi lại trên đất này. Và từ đó tôi hiểu ra một điều, vì sao cái giấy về hưu đến với chúng ta khi mà lực bất tòng tâm, đầy sự khôn ngoan mà thời gian sống trên đất lại không còn nữa, đầy sự khôn ngoan mà không có thời gian ở lại đất này nữa. Câu trả lời, bởi vì chuẩn bị cho cái đời đời. 9 tháng chuẩn bị cho 90 năm, đời này chuẩn bị cho đời đời. Cảm ơn Chúa, chết không phải là hết. Cuộc sống như một chuyến bay, bay ngắn bay dài. Trên máy bay đó hạng nhất hạng hai, người ta vênh vang lắm. Ngồi hạng nhất oách chưa là oách, nhìn người hạng hai sao mà loại kia đuổi thế nhỉ? Nhưng cái vấn đề không phải bạn ngồi hạng nào trên máy bay, vấn đề ở chỗ đằng nào thì nó cũng hạ cánh. Quan trọng sau khi hạ cánh ai đón bạn và bạn về đâu mới là quan trọng, chứ không phải bạn ngồi hạng nào trên máy bay. Bạn có thể mua vàng ngọc và tivi đặt chỗ bạn đang ngồi, nhưng cái vấn đề không phải là bay dài bay ngắn hạng nào trên máy bay, vấn đề ở chỗ sau khi hạ cánh rồi ai đón bạn ở cổng sân bay và bạn sẽ đi về đâu sau khi bạn ra khỏi chuyến máy bay này. Cảm ơn Chúa Giêsu chuẩn bị cho chúng ta một chỗ để khi Ngài chuẩn bị xong quay trở lại đón chúng ta về với Ngài. Chết không phải là hết. Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta và làm cho trọn. Người Việt Nam có câu nói rằng trầu trời, ai cũng sẽ có một ngày trầu trời. Trầu trời để làm gì? Để báo cáo lại những gì mà thời gian sống trên đất này có làm theo ý muốn của đấng sai ta và làm cho trọn hay không. Tiếp theo Chúa nói, các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa mới tới mùa gặt sao? 4 tháng nữa mới tới mùa gặt.
Thế thì Việt Nam có nói rằng tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 gì nữa nhỉ? Rượu chè. 4 tháng nữa tháng 4 bắt đầu vào là việc. Tết mà, xuân đã về, xuân đã về. Tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Còn 4 tháng nữa mới tới mùa gặt. Có nghĩa là 4 tháng này, 3 tháng này là ăn hút, nghỉ ngơi. Nhưng mà Chúa nói một điều nữa rằng các con có biết không? Các con vừa đi kiếm đồ ăn, nhưng ta đã ở lại và có một mùa gặt vừa rồi xảy ra đấy. Mùa gặt vừa rồi ngay tại chỗ các ngươi đang đứng đây. Các ngươi kiếm đồ ăn cho thân thể các ngươi, nhưng ta đã nhìn thấy đồ ăn của cha ta trong lúc này. Đó là ngồi tại cái giếng này. Ta chỉ cho người đàn bà Samaria biết rằng chính ta là cái giếng của nước sống đó. Rồi một mùa gặt xảy ra, các ngươi nói 4 tháng nữa là tới mùa gặt từ từ. Nhưng ta nói với các ngươi rằng hãy nhướng mắt lên mà nhìn, cánh đồng lúa đã sẵn cho mùa gặt rồi. Quan trọng là cái nhìn của chúng ta. Bất cứ điều gì bạn nhìn thì bạn sẽ nhận lãnh điều đó. Khi vào trong buổi nhóm đang hát, tôi đã đứng tại đây chụp một kiểu ảnh của hội chúng ở phía dưới. Dạ, rất là đẹp, cười tươi nhé. Ảnh này thế giới sẽ nhìn thấy bạn đấy. Tất nhiên nếu ai không muốn nói với tôi thì tôi không đưa lên. Đây, cái máy ảnh này đã nhìn thấy bạn. Và ở trong nó đã có bạn rồi. Máy ảnh này nhìn thấy bạn. Và ở trong nó đã có bạn rồi. Cái gì bạn nhìn, cái đó thuộc về bạn. Đức tin là thấy điều mà người khác không thấy. Đức tin là đến với Chúa để nhận lãnh lời phán từ Ngài. 4 tháng nữa mới tới mùa gặt là chúng ta nói. Còn Ngài nói rằng hãy nhướng mắt lên mà nhìn. Nhìn Chúa sẽ mở mắt. Chúa chỉ mở mắt cho những kẻ nhướng mắt. Từ ngày tôi mua chiếc xe Nissan ở bên Berlin, chúng tôi sở hữu chiếc xe Nissan. Và bắt đầu từ khi có xe Nissan, tôi thấy xe Nissan chạy đầy đường. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi tâm trí tôi tập trung vào điều gì thì tôi mới thấy nó được. Còn trước đó nó vẫn có đấy, nó vẫn chạy đấy, mà chả thấy xe Nissan nào. Nhưng từ ngày có xe Nissan, tâm trí của tôi hiểu rằng mình có xe Nissan mới thấy nhiều xe Nissan. Như vậy không phải là không có mua gạt, nhưng chỉ đơn giản là chúng ta không thấy. Vì sao chúng ta không thấy? Vì Ngài chưa mở mắt chúng ta. Vì sao Ngài không mở mắt chúng ta? Bởi vì có mở mắt mà chúng ta không muốn nhìn thì cũng chả thấy gì. Thế nhưng điều đầu tiên Chúa nói rằng hãy nhướng lên, nhướng mắt lên mà nhìn. Đóng cửa bởi đại dịch, nhưng nếu chúng ta nhướng mắt thì Ngài mở mắt để nhìn thấy mùa gặt chỗ khác, cách khác. Cơ hội sẽ tới. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy quay sang lên cận nói rằng hãy nhướng mắt lên. Hãy nhướng mắt lên. Hãy nhướng mắt lên. Dạ. Tôi chuẩn bị kết thúc bài giảng ngày hôm nay rồi. Một câu chuyện khác trong Sử ký đoạn 1. Hãy nhướng mắt lên. Amen. Buổi nhóm thường là lên mấy giờ để kết thúc buổi một sự? Dạ, 12:15. 12:15 là được, tối khuya đấy ha. Dạ. 12:15 là tối khuya. Ok, chuẩn bị kết thúc rồi. Câu chuyện về vua David được chép lại trong Sử ký 1. Vua David, sau khi đất của ông bị quân địch chiếm, ông đứng ở trên, ở một cái nơi an toàn và nhìn xuống dưới làng của ông. Ông bỗng nhiên ước ao. Ước ao được uống một hốc nước tại Bethlehem. Tôi ở làng Cổ Nhuế. Cổ Nhuế có hồng xiêm rất là ngon. Bố mẹ tôi ở Hưng Yên, Nhãn Lồng. Vợ tôi tại Bến Tre, là nơi xứ dừa. Mỗi một cái cây nó có đất riêng và chỉ có ở vùng đó nó mới ngon thôi. Ở Hà Nội có húng ở Láng Hạ ăn phở cực kỳ ngon, nhưng mang húng đó sang Đức trồng nó thành Bắc Hà. Thế ra cái nước ở giếng Bethlehem đó mà David sống từ nhỏ có một cái vị rất là ngon. Thế ra bỗng nhiên ông ước ao, wow, nếu mà có ai lấy nước từ giếng Bethlehem để mình về pha chè Thái uống thì ngon lắm. Bởi vì nhiều khi nước từ trong vòi pha chè nó không ngon, phải cái nước nào mà nước đặc biệt cơ.
Và khi ông đang ước ao như vậy thì Kinh Thánh chép rằng có ba người bạn của David lẻn vào đất của đối phương. Ba người bạn, họ đã mang nước về ngày hôm sau. Hãy nhắc lại cùng tôi từ ba người. Vì sao là ba người? Tôi sẽ lấy một thí dụ. Vì ba người đi múc nước, giếng thì sâu mà lại không có gầu. Bây giờ làm sao lấy nước cho vua David uống được? Ba người đó sáng sau mang nước về cho vua của mình. David cầm cái chén nước đó và nói rằng không, tôi không thể uống được. Đây là máu của anh em đã bỏ ra để lấy nước để về cho tôi. Ba người. Tôi đang muốn nói về mùa gặt đấy. Mời đốt được không? Phía trên này. Mời một sư David lên phía trên được không? Dạ. Đôn giúp hộ cầm một cái cây gậy. Đây là cái gươm này, cầm này. Cầm gươm này. Đứng ở chỗ này. Đây là ba người. Và bây giờ ai to hơn? Đó. Bây giờ tôi mục sư. Bây giờ đi xuống dưới giếng là cần có một người phải biết cách thở ở dưới giếng sâu. Và người phải là người nhẹ và nhỏ. Còn nếu mà tôi mà xuống mà David ở mục sư David đâu mà cầm là ông ấy đi theo tôi xuống giếng luôn này. Phải một người phải to chắc. Đứng được không? Hay là nó vỡ? Vỡ luôn đúng không? Mua cái khác. Dạ. Đây là cái giếng, phía dưới là giếng. Và bây giờ mục sư David đồng đi sửa đi xuống giếng ngồi xuống. Tôi là người giữ dây. Giếng thì sâu mà lại không có gầu. Mục sư David đồng nói rằng tôi xin làm cái gầu của Chúa. Tôi xin làm cái gầu của Chúa. Và tôi là người mà lo về hội thánh, sự dâng hiến. Tôi cầm cái dây để giữ này, để cho mục sư đi xuống dưới kia. Hai người quan trọng. Nhưng còn một người thứ ba nữa này. Một người thứ ba là Đôn. Giơ gươm, đây là gươm. Đứng từ xa nhìn chỗ khác, đừng nhìn vào hai người để múc nước là xong đấy. Kẻ thù tấn công là mình học đấy. Là Đôn là người cầm gươm để bảo vệ. Khi đối phương ập tới để đánh đó, thì Đôn không lao tới với mục sư với lại mục sư David đâu nhá. Phải lao tới với quân thù. Bởi vì mục tiêu của Đôn đó là phải bảo vệ hai người múc nước này. Chứ không phải là trò chuyện với hai chúng tôi đâu. Mắt phải tỉnh thức nhìn từ xa, quay hướng khác, quay về phía kia. Lưng của Đôn phải quay ngược lại phía mục sư đó, thế mới đúng. Ok, còn tôi với mục sư, tôi phải để ý mục sư David ở phía dưới này. Tôi không thể ngáp. Nhớ vợ quá, từ mục sư David đợi tôi nhảy cái. Vợ tôi vừa mới nhảy tin từ bên Đức sang và anh khỏe không thì từ từ đã. Tôi nhảy cái, xong rồi đấy. Thả dây ra là ông đi xuống dưới kia, ông nằm luôn phía dưới đấy là về nhà là rách việc. Lúc này đó là không còn gia đình, không còn bất cứ một việc gì riêng. Mục tiêu là giữ cái dây là thật là chắc. Và dù chết cũng vẫn phải nắm dây không thả ra. Thả ra là người này đi tiêu. Mục đích cuối cùng là múc nước về cho vua uống. Và tôi chỉ lo giữ dây thật chặt. Còn mục sư David là lo làm sao múc được nước chứ đừng múc bùn nhé. Lúc này bà Diễm bà nói rằng anh ơi mày ăn phở nhanh nhanh lên là rách miệng. Bây giờ không có phở gì hết á. Làm sao mà múc nước cho bằng được. Thật là sạch. Sau đó tôi kéo dần lên. Còn Đôn là nhiệm vụ khác để bảo vệ cầu thay. Đó là ba chức vụ ở trong hội thánh để mang được nước về cho vua của mình uống. Mọi người hiểu không? Chúa Giêsu. Cảm ơn. Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari, hãy cho ta uống nước. Và trước thập tự giá, Chúa khi bị đóng đinh nói ta khát. Đến bây giờ Ngài vẫn khát. La Mã mang giấm cho Ngài uống để cơn khát nhiều hơn. Chúa vẫn khát. Ngài không còn đói nữa. Bởi vì Ngài đã làm xong điều cha Ngài sai phái và làm trọn rồi. Còn khát, Ngài vẫn đang khát đến bây giờ. Khát cái gì? Khát một mùa gặt của những linh hồn trở về với Ngài. Việc của mỗi chúng ta, nào, hãy mang nước về cho vua của chúng ta uống, cho Giêsu đỡ khát. Cần người xuống giếng. Ai đó nói, con xin làm cây gầu. Rằng Baptist đã xin Chúa làm tiếng gọi kêu trong đồng vắng. Còn tôi và bạn ngày hôm nay, có ai đó nói rằng Chúa ơi, con sẽ là cái gầu của Ngài. Đó là người đi truyền giảng, người đi hầu việc, làm mục sư.
Còn người khác, Chúa ơi, con sẽ xin làm cái dây. Đó là những người mà lo về tổ chức đằng sau hậu trường, lo về sự dâng hiến để giữ sợi dây đó không bị đứt. Còn nhóm người khác cầm gươm, tỉnh thức trong sự cầu nguyện, Chúa ơi, con cầu thay cho những người đi hầu việc Chúa mở miệng, được tự do giao truyền lẽ mầu nhiệm của tin lành. Ba người đó đều là thợ gặt trong mùa gặt. Chúng ta nghĩ thợ gặt, người thợ gặt chỉ là người gặt lúa thôi, nhưng không phải. Người thợ gặt là người có những bà già dậy sớm, đun nước vối, đun nước chè, nấu cơm sáng cho thợ gặt ăn. Rồi sau đó người thợ gặt gặt lúa xong, có người bốc lúa đó cho vào gánh lúa mang về, phơi ở sân hợp tác xã, rồi đập lúa, lựa chọn lúa dê lúa và đưa hạt giống đó vào kho. Cái đó là hết thảy đều là những thợ gặt trong cánh đồng của Ngài. Bạn nghe xong rồi, vua chúng ta nói Ngài khát, có sẵn sàng bắt chiếc ba người bạn của David Amen. Đi lấy nước về cho Ngài không? Amen. Xin Chúa cho mình biết mình là gấu, mình là dây, hay là mình cầm gươm. Mỗi người một vị trí khác nhau. Vườn nho là như thế đó. Không phải tất cả đều là hàng rào, không phải tất cả đều là máy phun nước. Vườn nho mỗi người ở một vị trí khác nhau. Amen. Xin Chúa ban phước cho hết thảy mỗi chúng ta trong danh Jesus Christ. Amen. Quý vị ơi, quý vị có đã khát không? Cảm ơn Chúa. Tôi rất là cảm động và được khích lệ bởi lời của Chúa buổi sáng hôm nay, thưa Hội Thánh. Và thưa quý vị, xin chúng ta cùng đứng, chúng ta cầu nguyện. Giờ này là thời gian mà chúng ta sẽ cầu nguyện để đáp ứng những gì chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Tạ ơn Chúa. Mỗi người chúng ta có thể đưa tay lên để chúng ta cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ con. Con có thể là cái người đứng ở trên cái giếng, và có ai đó trong chúng ta là người đi xuống dưới, là cái gầu để mà ở dưới giếng để múc nước lên. Và ai đó đang cầm gươm. Quý vị ơi, quý vị đang làm một trong ba người đó đó. Xin chúng ta giữ phân và trong công việc của Chúa trong năm mới. Chúa đưa tôi tới, Chúa đến lúc lúc để cùng cầu nguyện, cùng hầu việc Chúa trong năm mới này. Xin quý vị cầu nguyện với Chúa. Trời ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm động vì lời của Chúa ngày hôm nay thật đặc biệt, thật khích lệ. Chúng con sống động, chúng con vui mừng, chúng con cảm ơn Chúa vì năm mới chúng con có lời của Ngài. Chúng con được sống động với lời của Ngài. Trời ơi, sáng nay Chúa cho chúng con hình ảnh. Ôi, Chúa bất đẹp. Ở tại ở trong gian đoạn 4 nói về người đàn bà tại giếng nước Samari đó, và nó liên quan đến cái câu chuyện mà David cũng nước ở tại Bethlehem. Nhưng đây là cái câu chuyện sống động và khích lệ chúng con về một cái công trường, một cái sự truyền giáo ở trong năm mới này. Cha ơi, cho chúng con là một trong ba người đó để cùng góp phần lại xây dựng cái công việc của Chúa trong năm mới này. Xin giúp mỗi chúng con ngày này chúng con đáp ứng với lời của Ngài. Chúa ơi, xin ở cùng chúng con, mỗi người trong chúng con trong năm mới này là những người ích lợi cho công việc của Chúa. Chúa ơi, những gì râu ria, những gì mà nó ngoài chương trình của Ngài, ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng con xin để lại. Chúng con là một người mới để Ngài dùng cho công việc của Chúa trong năm mới này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con là những người được tạo dựng mới ở trong Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Lời khen Chúa về sự dạy dỗ buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Thưa Hội Thánh, giờ này tôi xin quý vị có một cái đặc ân, một cái học, một cái ân huệ dành cho diễn giả. Đó là thứ nhất, chúng ta sẽ gửi tình yêu thương đến cho diễn giả của chúng ta buổi sáng hôm nay. Bởi vì cớ là bởi vì chúng ta thường thường chúng ta có một cái tấm lòng đối với diễn giả của chúng ta. Chúng ta Hội Thánh sẽ gửi cho mục sư ở trong cái hành trình của ông. Trong tương lai thì ông sẽ đi làm một nhà truyền giáo khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt tại Hoa Kỳ, ở quê hương nữa. Quý vị có yêu người Việt Nam không? Vâng. Thì tôi được biết một điều này để thưa với quý vị rằng, bởi vì tôi tới của Chúa sẽ đi hầu việc Chúa, cho nên cần những cái người ở trong cái vị trí của cái người đưa cái gầu, thòng cái dây xuống, cặp gươm. Chúng ta là người nào trong những người đó? Nhưng mà sáng hôm nay rất thực tế, đó là Hội Thánh sẽ gửi cho mục sư một món quà nhỏ ở trong cái hành trình của mục sư. Ở trong tương lai, mục sư sẽ đi hầu việc Chúa nhiều nơi, và không chỉ là buổi sáng hôm nay, không chỉ là cái giờ này chúng ta mới có cái này, phải không ạ? Chúng ta kết ước với Chúa, hầu việc Chúa với tôi tớ của Chúa ở trong tương lai gần, để mà ông sẽ tiếp tục
rao truyền danh của Chúa ra ở trong những ngày sắp tới. Kính mời mục sư lên đây để đón nhận tình thương, tình yêu của Hội Thánh gửi đến cho mục sư. Và tôi sẽ nói quý vị mời mục sư để mục sư cầu nguyện cho Hội Thánh. Xin mục sư nhận và cầu nguyện cho Hội Thánh giờ phút này. Dạ vâng, dạ mục sư cùng hướng về. Chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa, dạ. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì hạt giống mà anh chị em từ Hội Thánh Vườn Nho gieo vào chức vụ cuộc sống của chúng con. Xin chính Chúa, Ngài có thể một ngày nào đó chúng con có thể nói với Ngài rằng đồ ăn của chúng con, tức là làm theo ý muốn của Đấng Sai chúng con và làm chọn. Còn cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh Vườn Nho một mùa gặt lớn lao cả về tài chính lẫn những linh hồn trên mảnh đất này. Chúng con ngợi khen Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ thưa Hội Thánh, xin mời chúng ta trong năm mới này chúng ta sẽ có một bức ảnh mới để đăng ở trên báo quảng bá cho cộng đồng. Cho nên xin tất cả chúng ta bước lên đây cùng chụp hình với mục sư Trần Văn Hùng. Và mục sư sẽ xuất hiện ở trong năm 2024 với Hội Thánh. Đi với mục sư chụp tấm hình với mục sư ha. Dạ vâng. Đây là một cái một cái ân huệ chúng ta dành cho diễn giả và Hội Thánh. Xin mời tất cả chúng ta giờ bước lên đây và chúng ta chụp chung một tấm hình quý vị trước khi chúng ta ra về. Dạ. Dạ. Dạ, một mời xin mời quý ông bà chị em. Dạ. Dạ, mục sư dạ vâng dạ. Cho lịch sự đúng không? Mình suy nghĩ coi mình có một cái hàng ghế cho người ngồi đằng trước không? Dạ, để cho dễ dàng hơn. Dạ rồi, dạ xin quý ông giúp đỡ cho việc chúng ta dời ghế lên. Dạ, một cái hàng ghế. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, mục sư Hùng, xin mục sư ngồi đi. Dạ, dạ, để chúng ta. Sư ngồi, mấy đàn ông ấy. Không phải ngồi trước.